Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Huy Đức đã chọn con đường trong gai nhất của một người cầm bút. Ngày 9 tháng 6, Facebook Nguyễn Thị Tịnh Thi có bài bình luận Huy Đức anh chết cũng được rồi. Thời báo chấm Đa giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Văn là người người xưa đã nói thế không sai. Những gì ta viết, kể cả các comment ngăn ngắn cũng chính là con người của ta. Huy Đức viết báo, viết sách, bình thắng cuộc, tất cả những chữ nghĩa đó là chính có người anh, trí tệ, trách nhiệm, chính trực, can đảm, dẫn thân, vô ý và chấp nhận hy sinh. Và đây là hình xáy tệch trên Facebook Nguyễn Thị Tịnh Thị. Huy Đức khởi xướng chương trình nhịp cầu Hoàng Sa, xây nhà và trợ giúp cho các cựu binh Hoàng Sa và Trường Sa bất kể họ ở phía nào. Huy Đức thực hiện chương trình trồng rừng, cả vạn cây xanh đã đứng vững trên đất, thành rừng. Cho đến bây giờ, bên thắng cuộc là bộ sách về lịch sử Việt Nam sau năm 1975, do một cá nhân thực hiện với nhiều thông tin chân thật, thái độ khách quan và công bằng nhất. Đây là bộ sách đầu tiên không thuộc quan sử, sử do nhà nước chủ trì, và thuộc tư sử, sử do cá nhân tự viết, trình hiện diện mạo đất nước từ năm 1975 đến cuối thập niên năm 1990 với tất cả những điều được mất, thành tụ và sai lầm bằng quan điểm viết sử kinh điển có từ xưa, thuật nhi bất tác, chép sử chứ không sáng tác lịch sử không tô hồng hay bôi đen hiện thực, không bị chi phối bởi quyền lực và quyền lợi. Ba chữ bên thắng cuộc là bản quyền của Huy Đức. Bất kỳ ai để lại cho đời một định danh, một thuật ngữ, thành ngữ, điển cố là có thể xác định được tên tuổi của mình với thiên hạ. Chỉ riêng nhan đề của bộ sách này, Huy Đức đã ghi tên tuổi của mình vào lịch sử và ngôn ngữ Việt Nam hiện đại. Và đây là hình bộ sách bên thắng cuộc sau này có thể có những cuốn sách lịch sử chân xác hơn, đầy đủ hơn, sống động hơn, hấp dẫn hơn bên thắng cuộc. Nhưng bên thắng cuộc của Huy Đức vẫn là một dấu mốc quan trọng, cắm vào hành trình lịch sử của dân tộc vì nó bước qua lời nguyện khai sơn phá thạch cho sử Việt Nam sau năm 1975, vốn đóng băng với quan điểm viết sử là viết về thần tượng, thành tựu và chiến công. Bằng trách nhiệm và cái dũng của người, dám viết dưới giá treo cổ, sử của Huy Đức không chỉ có thắng lợi mà còn là sự ký của sai lầm và mất mát, sự của những sự thật chết người. kể cả sách và báo, anh dám viết những điều mà nhiều người không dám đọc, không dám đối diện, không dám thừa nhận. dù biết như thế, anh khó mà yên ổn. tuy vậy, anh đã sử dụng cái quyền đầy hiểm nguy của người cầm bút, quyền chọn lựa viết sự thật và bày tỏ chính kiến của mình. khi nào thì một người cầm bút có thể yên tâm mà chết đi? đó là khi anh ta viết được một tác phẩm để đời. huy đức có những bài báo để đời có bộ sách để đời, anh chết cũng được rồi. Đời người chỉ cần trồng một cái cây đã là đáng quý. Huy Đức trồng một rừng cây, anh chết cũng được rồi. Và đây là hình nhà báo Huy Đức. Nếu Huy Đức chết đi, ba chữ bên thắng cuộc vẫn trường tồn, trường thọ, rừng cây anh trồng, dẫu gặp thiên tai nhân quả, vẫn còn ít nhất là vài cây phương trưởng, những bài chính luận sắc sảo và bộ sách đồ sộ bên thắng cuộc của anh, dẫu gặp thị phi, vẫn có thể khai tâm trí cho một số người trên hành trình theo đuổi tự do và dân chủ đầy gian nan của dân tộc. Chỉ cần như thế thôi thì đừng nói đến tạm giữ, khởi tố, bắt giam, tù đày mà ngay cả bây giờ nếu anh chết đi thì đã không lãng phí một đời. Sự đời đôi khi án phạt lại là xác tính là vòng nguyệt quế cho nhân cách của một con người. Người yêu anh, lẫn ghét anh đều không làm được như anh trong ván cờ người, ván cờ đời ván cờ đạo nghĩa, anh là bên thắng cuộc. Một đời người có bao nhiêu đâu mà anh làm được nhiều việc đến vậy. Chữ nghĩa cũng chừng ấy thôi mà anh viết được những điều có sức nặng ngàn cân. Trước sau vẫn luôn thấy anh yêu đất nước này cay đắng. Anh đau đáo với dân tộc này. Anh chọn con đường trong gai với tất cả trách nhiệm của một công dân, một trí thức, một người cầm bút. Nếu chết khi chưa làm được gì cho sự nghiệp và lý tưởng mà mình theo đuổi thì mới đáng tiếc. Còn anh, những việc lớn anh đã làm được rất nhiều, hết sức, hết lòng rồi, thì chết lúc nào chẳng được. Lập thân, lập nghiệp, lập ngôn, tam lập đó anh đã làm xong, là một cách xuất sắc, thì tái ách của cuộc đời cũng có hệ chi, phải không anh? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Huy Đức đã chọn con đường trong gai nhất của một người cầm bút. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Minh Tuệ đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Ngày 8 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận, sự Thích Minh Tuệ đến từ đâu, tại sao phải dựng? theo đó sự thích minh tuệ với đầu trần chân đất đi bộ từ nam chí bắc ôm lõi nồi cơm điện để khất thực và nhặt vải vá lại thành áo đã trở thành một hiện tượng xã hội nổi bật bbc dẫn tư liệu phật giáo cho hay pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm trừ bỏ phiền não trên con đường tu tập gian khổ các vị hành giả đầu đà chấp nhận những thử thách khắc nghiệt về mặt vật chất khước từ mọi tiện nghi trong hàng đệ tử phật tôn cả ca diếp đã trọn đời giữ hạnh đầu đà. Và đây là hình bài trên BBC tiếng Việt. BBC dẫn nhận xét của tu sĩ Thích Đồng Long của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bất cứ người nào hành trì, theo những lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, người không tu hành chân chính. BBC cũng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất viết rằng tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy không nhà, không cửa, không chùa viện, am thất, rày đây mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo. Mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ Phật giáo, thì còn cần gì phải theo giáo hội này, tổ chức kia cho thêm phiền phức, ràng buộc. Theo BBC, hành trình tu tập của sư Thích Minh Tuệ đã tạo cảm hứng cho nhiều người với bằng chứng rõ ràng là đông đảo người dân ra đường chào đón, muốn được diện kiến ông ở các tỉnh thành mà ông đi qua, hàng triệu người trong và ngoài nước theo dõi ông trên mạng. Và đây là hình ảnh sư minh tuệ truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhiều giới. Sư Thích Đồng Long nhận định, trong lịch sử, kể từ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế. Nhưng trong thời kỳ 4.0 này, thì trường hợp của thầy Minh Tuệ là rất hiếm. Đây cũng là cơ hội tốt để người dân tự nhìn lại mình trong một thời đại chuộng vật chất như bây giờ. BBC dẫn quan điểm của ông Vũ Nguyễn, nghiên cứu sinh ngành Phật học, ứng dụng tại Nanton Học viện tại Úc cho rằng cá nhân ông Minh Tuệ phần nào mang lại hy vọng cho nền Phật giáo Việt Nam đang suy thoái. Vẫn theo BBC, trái ngược với những lời ca tụng là ủng hộ sư thích Minh Tuệ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội mặt trận báo chí Việt Nam xuất hiện nhiều bài viết theo chiều hướng kêu gọi cảnh giác cụ thể là những bài viết trên báo Công an Nhân dân và báo tin tức của thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, một số người nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam cũng tham gia vào cuộc tranh luận, trong đó có diễn viên Angela Phương Trinh. BBC dẫn ban tôn giáo chính vào ngày 3 tháng 6, thời điểm mà sư Minh Tuệ biến mất tại Thừa Thiên Huế cho biết, ông Lê Anh Tú đã nhận rõ quyền và nghĩa vụ công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Và đây là hình những mẫu thời trang theo trang phục của sư Minh Tuệ. Tuy nhiên, BBC đã nhận được nhiều thông tin cho biết đoàn bị giải tán ngay trong đêm khi đang nghỉ chân gần thành phố Huế, chứ không phải tự nguyện như thông báo của chính quyền. Một số thông tin cho biết ông đang ẩn tu tại Gia Lai, nhưng không có bằng chứng chắc chắn cho thấy điều đó. BBC cho hay, nhiều người nhắc lại trường hợp nhà sư Minh Đăng Quang, người khai sơn hệ phái khất sĩ Việt Nam. Nhà sư Minh Đăng Quang cũng đã đột ngột biến mất mãi mãi vào một ngày đầu năm 1954, sau khi các hành trình của ông được đông đảo dân chúng quan tâm và hưởng ứng. BBC cũng dẫn một số đánh giá nổi bật về sư Minh Tuệ như sau. Sư Thích Minh Đạo nói, hình ảnh nhà sư lặng lẽ đi hành đạo đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Năm Châu. Nhà báo Nguyễn Hạnh Hà chia sẻ rằng, nhiều người dân cảm thấy vui mừng vì sư Minh Tuệ và lối tu của ông là tín hiệu cho sự trở lại của đạo Pháp chân chính, sẽ làm lưu mờ những pháp tu mê mị dân chúng, chủ yếu để thu tiền cúng dường. Sư Thích Đồng Long cho rằng, sư Minh Tuệ là người đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với quần chúng Phật tử tại Việt Nam. Tuy nhiên, BBC cho biết, nhiều nhà sư tự tu như sư Thích Minh Tuệ hoặc theo các tổ chức độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thường xuyên bị chính quyền làm khó dễ, thậm chí đàn áp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin, sư Thích Minh Tuệ đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.